Chào các bạn, trong bài học hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn trong cái series học đàn guitar điện cơ bản dành cho các bạn mới bắt đầu. Thì trong bài hôm nay chúng ta sẽ tập một cái bài luyện ngón, nó cực kỳ tốt, có thể tạm gọi là Spiderman. Nó giống như con nhện bò mấy cái ngón tay của các bạn vậy đó. Thì cái bài này á, nó sẽ tiếp theo của các bài trước mà các bạn tập luyện ngón để bốn ngón các bạn hoạt động rồi. Thì bài này cũng khá là đơn giản. Nó chỉ khó một cái là chúng ta phải sắp xếp ngón đảo liên tục và không bị chậm nó. Thì ở đây á, mình có cho một tí ghen, tức là hay nói các bạn chồng lại với nhau thì bạn nghe là nó hơi rè rè tí ha. Còn nếu mà chúng ta đánh từng nốt rời nha, nó sẽ không có trường hợp đó, tức là từng nốt phát ra riêng lẻ. Thì cái thế tài này nó sắp xếp đơn giản như sau: các bạn bắt đầu bằng ngón trỏ các bạn ở một cái ngang bất kỳ, ví dụ ngang số 5, thì cái ngón tiếp theo là ngang số 6 nhưng mà dày dưới, ngón tiếp theo ngang số 7 dày dưới, ngón tiếp theo là ngang số 8, tức là chúng ta bốn cái dây trên cục thì chúng ta sắp xếp nó theo chiều này đó. Nếu các bạn đánh rải như vậy, nhưng chúng ta không đánh như vậy, chúng ta đánh cái phím bên tay phải, các bạn đánh tất cả là phím xuống hết, 1 2 4 xuống, phím xuống hết luôn ha, giống như các bạn điểm từ trên xuống vậy đó, nhưng các bạn đánh từng nốt rời chứ không phải chúng ta không phải như vậy ha, không phải rải một lần vậy nha, các bạn đánh từng nốt khác nha, tay phải các bạn đánh xuống hết luôn nha. Sau khi đánh như thế này xong rồi, chúng ta xoay ngược cái thế tay lại, tức là cái ngón trỏ của bạn ngang ngang 5 nhưng mà cái dây thấp nhất, sau đó tới ngang 6, 7, 8 à, các bạn xoay ngược lại như thế này thì chúng ta đánh từ dưới lên, lúc đó cái phím đánh từ dưới lên hết luôn nha. À, chậm lên nha bạn, coi kỹ tay mình nha. Các bạn sẽ sắp xếp trên cần đàn của chúng ta theo thứ tự như vậy của bốn cái dây trên cùng ha, và chúng ta đi khắp nha, từ trên dưới, ví dụ ha. Nhớ từng nốt phát ra riêng lẻ nha các bạn, từng nốt phát ra này. Và cái ngón tay các bạn dở lên càng hở, cách dây càng ít thì càng tốt, lúc đó cái biên độ nó sẽ ngắn lại, các bạn đánh nhanh. Tay phải các bạn vậy, các bạn đánh từ phím xuống hết, lên hết, thì cảm giác là các bạn nó đều cái tay ha. Thì sau khi các bạn tập 4 dây trên thì chúng ta bắt đầu từ xuống, chúng ta tập dây 5, dây 4, dây 3, dây 2, cũng tương tự như vậy ha. Khi các bạn nhanh thì bạn thấy đánh như vậy, đánh từ từ nhanh lên, chúng ta cũng kéo chạy dài như vậy. Và cuối cùng là chúng ta đánh 4 dây cuối cùng ha, dây 4, 3, 2, 1 ha, cũng tương tự bạn đánh. Tương tự như vậy. Thì với cái bài tập này á, giúp cho bạn không chỉ là chúng ta đánh bấm chính xác, tại vì các bạn thường sẽ khó là khi chúng ta để bốn cái ngón như thế này và khi các bạn đánh ngược lên thì bạn sắp xếp nó khó. Vậy thế tay ngược này là gì? Trưởng 7 đấy các bạn. Ví dụ như các bạn kéo lên thế này là đô trưởng 7. Nếu các bạn có học các thời gian học âm trước ha. Rồi. Đó. Chúng ta đánh từng nốt rời vậy. Và sau khi đánh cái kiểu như thế này rồi thì các bạn có thể là áp dụng sao cho nó ngược lại một tí. Ví dụ lúc nãy chúng ta đánh từ trên xuống như thế này, đánh lên, thì bây giờ các bạn có thể áp dụng ngược lại, từ đầu chúng ta đánh xuống theo thế tài này
sau đó đánh lên. À, vẫn được nha các bạn. À, thì cứ linh hoạt luyện như thế này, càng nhiều thì nó càng tốt cho các bạn thôi. Sau này các bạn ngón của bạn rất là linh hoạt. Này, cái bài tập này tuy nhỏ nhưng mà nếu bạn kiên trì thì những cái bước sau đó các bạn học nó sẽ tiến bộ rất là nhanh. Còn những bài này các bạn coi thường, các bạn bỏ qua, các bạn không tập thì các ngón tay của bạn nó không thể cỡ trối ra được, nó không linh hoạt được các bạn. Nó chỉ dính dính vô đánh được một vài cái kiểu đó thôi, chúng ta không thể là mở rộng cho nó tối đa cái khả năng của nó được ha. Thì mong rằng là sẽ nhận nhiều cái comment, like, share của các bạn, bởi vì những gì các bạn hỏi mình trả lời nó cũng là một cái động lực để mình có thể làm dần những clip tiếp theo ha. Thì cái đàn này là cây dáng Les Paul ha, Gibson Standard, rất là đẹp nha. Có mấy màu luôn, các bạn có thể là bấm vô cái link trong phần mô tả video này hoặc là ở comment đầu tiên để xem nha. Thì giá nó rất là tốt ha. Rất là nhiều màu, màu vàng, màu xanh, màu đen, màu đỏ nữa, rất là nhiều. Và giá cũng rất là phải chăng ha, âm thanh cũng rất là hay. Hẹn gặp các bạn trong những clip khác. Bye bye.